trong tay Lục Châu hiện tại ngoài những tấm thẻ tăng tu vi hay phụ trợ, còn có một tấm thẻ rất mạnh, có thể áp chế được hầu hết cao thủ, đặc biệt là lồng giam ràng buộc bản cường hóa, Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, Tư Vô Nhai đều là cường giả, nếu như muốn bọn họ thần phục, nhất định phải bắt được bọn họ, tác dụng của thẻ này chính là khi sử dụng có tỷ suất 30% giam cầm mục tiêu. Điểm lại một hồi, trong tay Lục Châu không thiếu những thẻ phụ trợ bá đạo, huống hồ còn có thẻ trải nghiệm đỉnh phong. Chỉ cần có tấm thẻ này dù là 10 vu chính hải, Lục Châu cũng có thể bắt được toàn bộ đột nhiên phi liễn liền nghiêng ngả những tấm thẻ trong tay lục châu liền tuột ta bay lơ lửng trong không trung sắc mặt y lập tức hoảng hốt mấy tấm thẻ này chính là vật hộ thân của hắn nếu làm mất chắc chắn là đại họa thì là là do đoan mộc sinh tên tiểu tử này vẫn là chưa nắm vững kỹ thuật lái phi liễn chiếc phi thuyền như tàu lượn siêu tốc hết lên cao lại xuống thấp uốn lượn không theo một quỹ đạo nào tiểu diên nhi thấy vậy còn thích thú không sao đâu sư huynh vui lắm phía bên này hai vị trưởng lão lãnh la cùng phan ly thiên đã nôn ra sữa mất rồi còn về phần lục châu đương nhiên là phải kiếm mấy cái thẻ bản mệnh bị rơi mất cùng lúc đó tại tổng đàn tịnh minh đạo khắp nơi đều ngổn ngang đất đá khói bụi mù mịt máu vương vãi khắp nơi binh khí la liệt tất cả điều này đều biểu trưng cho một trận đại chiến khốc liệt vừa diễn ra tại đây phía xa một lá cờ theo hai chữ u minh bay phấp phới trong gió một chiếc phi liễn cực lớn bay trong không trung trên đó có một nhóm tu hành giả đang đứng xếp thành hàng nhìn về phía trước bốn thủ lĩnh của bọn họ mỗi người đều mặc một trường bào màu sắc khác nhau sau một hồi trầm lặng thủ tọa chu tước điện dương viêm lên tiếng trước lão ma đầu thật sự sẽ đến sao nghe mấy lời này hoa trọng dương liếc mắt giọng điệu nghiêm túc nói với hắn chú ý thái độ của ngươi nếu để cho giáo chủ nghe được nhất định sẽ bị trách phạt có thể nói dù sao vu chính hải vẫn dành sự tôn kính cho lục châu vi sư của mình bạch ngọc thanh bên cạnh cũng tiếp lời lão tiền bối đã tới xấu tây hồ dựa theo tinh khí của ngài ấy mà khi khó mà thoát khỏi cái chết tri viện của trong cung cũng sẽ quấn chân ông ấy bên cạnh ngụy trác ngôn còn tồn tại cao thủ có lẽ lão tiền bối không dễ thoát thân như vậy mà khi sợ là đến chết cũng không ngờ không chết ở trong tay của giáo chủ lại chết trong tay lão tiền bối bốn thủ tọa u minh giáo đều đồng ý với ý kiến này của bạch ngọc thanh gật gật đầu tán thành huyền vũ điện địch thanh lên tiếng giáo chủ vô cùng tin tưởng thất tiên sinh của ma thiên các thất tiên sinh nói lão tiền bối sẽ tới vậy thì nhất định là sẽ tới thủ tọa chu tước điện dương viêm không nhịn được mà hỏi ngài ấy tự tin đến vậy sao hoa trọng dương đáp lời giáo huấn lần trước của giáo chủ còn chưa đủ nữa sao đừng xem thường người này thậm chí đừng xem thường bất cứ một đệ tử nào trong ma thiên các nếu như không phải lão tiền bối có ý định riêng e là từng người trong họ đều sẽ không yếu hơn chúng ta nhớ kỹ chúng ta phải cố gắng hết sức dùng lời nói giữ chân lão tiền bối tranh thủ thời gian cho giáo chủ chỉ thiếu nhóm người du hồng y nữa thôi Bạch Ngọc Thanh thở dài, nói thêm, có bốn người chúng ta ở đây, hy vọng sẽ không có chuyện gì, nếu thực sự không được, lập tức chạy đi là được. Cả bốn tên nghe ý kiến này lại nhất loạt gật đầu đồng ý. Bốn người kiên định cho rằng, ở trước mặt cường giả như vậy, bỏ chạy một chút cũng không thấy xấu hổ. Đột nhiên, từ đằng xa, trong tầm mắt bọn họ hiện ra một chiếc phi liễn đang tiến đến với tốc độ chóng mặt. Ai nấy đều sửng sốt, xuyên vân, là phi liên của ma thiên các, nhanh vậy đã đánh lùi chi viện của trong cung rồi sao phi liễn như một quả tên lửa hết tốc lực lao nhanh về phía trước phía bên này thủ tọa chủ tước điện dương viêm ra lệnh cho đám thuộc hạ lập tức thông báo với giáo chủ và thất tiên sinh cẩn trọng ứng phó lục châu đứng trên mũi phi liễn đưa mắt nhìn đằng xa phi liên của u minh giáo tiểu diên nhi quan sát một hồi sư phụ cái chắn của tịnh minh đạo đã bị phá bảy núi cũng đang bị cháy phi liễn của u minh giáo trông thấy ma thiên các chuẩn bị tiến gần lập tức cong đuôi hết tốc lực bỏ chạy nhanh chóng lùi lại sau lùi ra phía sau của tổng đàn bốn thủ tọa đứng đầu của u minh giáo tiến lên phía trước đến trước mặt lục châu chắp tay bái kiến tiền bối hoa trùng dương của thanh long điện địch thanh của huyền võ điện dương viêm của chu tước điện bạch ngọc thanh của bạch hổ điện tất cả đều cung kính nhất loạt đồng thanh bái kiến lão tiền bối tiểu diên nhi nhìn phía trước lớn tiếng thông báo cho lục châu sư phụ là tứ đại hộ pháp của u minh giáo lãnh la quan sát một hồi cũng có chút kinh ngạc bốn người đúng đắn này chính là tứ đại hộ pháp của u minh giáo sao lời đồn tứ đại hộ pháp của u minh giáo có hai vị là lục diệp hai vị thất diệp không biết là thật hay giả phan ly thiên bên cạnh cũng cảm thán u minh giáo có thực lực như vậy thảo nào có thể san bằng tịnh minh đạo lục châu nghe mấy lời này từ miệng lão hủ trong lòng nổi lên suy nghĩ dù sao thì phan ly thiên cũng đến từ tịnh minh đạo nhìn thấy bộ dạng như vậy của tịnh minh đạo vậy mà không thấy tức giận lục châu khí định thần nhàn đưa ánh mắt về phía tứ đại hộ vệ của u minh giáo trầm giọng hỏi về tên nghịch đồ vu chính hải đâu hoa trùng dương trên đầu nổi gai mồ hôi túa ra nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lão tiền bối giáo chủ lệnh cho thuộc hạ ở đây đợi hầu giáo chủ nói rồi mặc dù tịnh minh đạo đã bị u minh giáo đánh chiếm nhưng nếu lão tiền bối muốn có thể lấy đi bất kỳ lúc nào nghe mấy lời này của hoa trùng dương lục châu cũng biết rõ vu chính hải này quả thực có chút dụng tâm nhiệt đồ quả nhiên là lươn lẹo phía bên này đoan mộc sinh không bình tĩnh được như vậy lớn tiếng nói để vu chính hải và tư vô nhai cút ra đây sư phụ đã đến rồi còn e rè ở đâu ra cái lý đó thủ tọa thanh long tiếp tục tam tiên sinh bớt giận giáo chủ và thất tiên sinh bận rộn công việc thật sự là không thể rời khỏi được đoan mộc sinh đương nhiên không chịu lớn tiếng mắng tiếp đánh rắm sợ chính là sợ nói đường đường chính chính như vậy có xấu hổ không hả hoa trùng dương vẫn tiếp tục dùng lời lẽ chống đỡ lão tiền bối câu nào của vãn bối cũng là thật không dám nói dối bởi ý biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sự tức giận của lão tiền bối sẽ chút lên người của chúng ta mà thôi chuẩn bị rút lui bất kỳ lúc nào một khi lão tiền bối ra tay không nói hai lời không tiếp chiêu lập tức bỏ chạy lục thất diệp nguyên thần kiếp cảnh bỏ chạy chắc là không khó lục châu không giận mà uy giọng nói từ tốn mà tỏa ra áp lực khủng khiếp vậy hãy nói với bổn tọa bây giờ vu chính hải và tư vô nhai đang còn ở đâu đối diện với câu hỏi này của lục châu hoa trùng dương ấp úng việc này đương nhiên hắn không dám trả lời ba tên hộ pháp khác cũng im như thóc bởi bọn chúng được lệnh chặn lục châu tại đây nếu biết vu chính hải ở đâu lục châu muốn đi không ai có thể ngăn cản được Thấy hồi lâu bọn chúng không đáp lời, Lục Châu có lẽ cũng đã không còn đủ kiên nhẫn, không chịu nói sao? Hoa Trùng Dương đành thành thật, "Lão Tiền Bối, bọn ta là người trong U Minh giáo, sao có thể làm ra loại chuyện phản bội, hy vọng lão Tiền Bối thông cảm." Lục Châu cũng không cố gặng hỏi, chỉ đưa ra yêu cầu với bọn họ, "Nếu đã không muốn nói, vậy thì theo bổn tọa về Ma Thiên Các một chuyến." Nghe mấy lời này, Hoa Trùng Dương lập tức cảm thấy đe dọa, vội vã thanh minh, "Lão Tiền Bối tha tội, vãn bối chẳng qua chỉ là một trong tứ hộ pháp." không quan trọng gì và lại cái chắn của Kim Đình Sơn khác thường có lẽ lão tiền bối phải đề phòng tiểu nhân Bạch Ngọc Thanh tiếp lời kéo dài thời gian vãn bối nghe đồn con trai của Thiên Kiếm môn lạc hành không cũng chính là môn chủ Thiên Kiếm môn lạc Trường Phòng đã chết trong tay lão tiền bối lạc hành không vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để báo thù lão tiền bối không thể không đề phòng Huyền Vũ điện địch thanh nói tiếp lão tiền bối hà tất gì phải làm khó cho giáo chủ giáo chủ rời khỏi Ma Thiên Các thật sự là bất đắc dĩ Tiểu Diên Nhi cùng Đoan Mộc Sinh trong lòng cũng thực thắc mắc cũng không biết tại sao đại sư huynh lại kiên quyết rời đi như vậy nhớ lại ngày đó đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu lý do lãnh la bên cạnh nghe bọn họ đối thoại lúc này mới đưa ra ý kiến cho dù có nói thế nào phản bội sư môn đây là tội lớn bốn người các ngươi không phải kẻ ngu ngốc đạo lý trong đó cũng không cần nói chạy được nhất thời không thể nào chạy được cả đời bốn tên hộ pháp nghe những lời này của lãnh la đương nhiên cứng họng không thể phản bác bất cứ lời nào đột nhiên từ phía xa chuyển đến âm công sư phụ người già rồi hà tất gì phải làm vậy chính là tên nhiệt đồ vu chính hải một chiêu âm công này thể hiện tu vi của hắn hiện tại đã tăng tiến không ít tập phim hôm nay kết thúc tại đây mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người chúc mọi người xem phim vui vẻ đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất I'm following your lead. I'm following this feeling. Conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. Stand through the ceiling.